Cho nước vô. Được rồi. Nope. Được rồi, ba muỗng. Nope. Đẩy nắp đường lên đi con, để đổ. Nam đi. Quá. Có bò. Không có gì vậy. Ba bò, ba một bốn nữa. Quậy ra, quậy ra. Quậy ra hả, bỏ tiếp. Trời, cái sông bên lớn mà quậy ba đứa vậy, quậy ăn đứa thôi. Hết tới luôn á anh hai. Hết tới luôn á. Bỏ từ từ thôi. Quậy đi con, đi Ốc Châu. Chưa, quậy cho đều rồi con hả bà. Được rồi, con quậy đi. Rồi quậy luôn ơi. Rồi quậy em ơi. Quậy em tôi đây. Trời ơi. Bạn ơi, đừng có vào. Bò đó tôi mở lửa lên đó. Chưa tan ra hết, mở xe biển châu á. Nope. Được rồi. Được rồi, được rồi. Chị vô như sữa luôn rồi. Sữa luôn à. Thôi giờ mình bỏ thêm miếng đường luôn được. Cái tạo ngọt không được. Được rồi, thêm 2 miếng đường. Đây rồi, thôi. Nó tan rồi. Rồi, lấy đổ quậy, rồi. Quậy. Chà. Gần 1 phút là cái này dính bột cho rồi. Giờ mình giờ 1 phút đi rửa các bạn. Rửa cho mình. Rồi, cô giờ lại rồi, ăn xưa rồi rửa xong. Bốn miếng đường như thế thôi. Miếng đũa đặt nè. Giờ chưa quay, mình chưa quậy nữa hay là hỏi sạch. Sạch rồi nè. Ừ, thành nè. Dẻ. Nó giống như cất mũi. Quậy đều tay lên để không thôi nó dính. Trời ơi, trời ơi, hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Thôi cái đổ sạch lại kìa. Nope. Đóng nguyên cục luôn rồi. Quậy lên nữa. Quậy lên đều tay để nó dính đít. Eo.
nhỏ nhỏ là lửa nhỏ được không? Nhỏ nhỏ. Vậy nó đi chưa có chín đâu. Ôi trời ơi. Dẻo à. Ôi, dẻo nữa, nữa đi, nữa đi. Kẹo con gọn quá. Dẻo dẻo rồi. Dẻo quá rồi. Chưa chín á, chưa chín á, quậy nữa đi. Giờ giờ nó còn dư. Lửa nhỏ thôi, lửa lớn quá nó dính đít á. Yếu các bạn ơi. Yếu gì? Nặng chứ đi. Dẻo đâu ạ? Dẻo dẻo này dài. Không đường. Làm đi. Không trường ăn. Các bạn không quá trường ăn. Ok, ngoài liếc á. Dẻo rồi. Rồi vậy chín rồi mà. Chín rồi. Dẻo quá, dẻo rồi. Ồ, chút xíu nữa đi con. Ăn không chín đâu bụng á. Nope. Chị em ăn đi. Rồi ăn rồi, rồi. Rồi lấy muỗng. Trời ơi, cái đẹp cái bếp đi qua nha. Hả? Giờ này nóng quá, cái này mình lấy cái khăn để nha. Trời quốc. Nóng nha. Mấy đứa thổi từ từ nha. Ơ, dẻo nó muốn không được. Trời ơi, phải lấy muỗng à. Các bạn nhớ các bạn thêm video 2, các bạn hãy cho 1 like, 1 share và 1 đăng ký nhận được các video mới trên kênh của mình. Bye bye các bạn. Quá ngon các bạn. Làm tự ngã bạn ngon quá rồi.